Xin chào các bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay là trời nó vừa bão xong các bạn ạ. Ngoài đồng rất nhiều cá, nên là chúng mình tổ chức cuộc thi bắt cá ngoài đồng bằng các dụng cụ sau đây. Tam ơi, em không nói bình thường được à? Em bắt vợ anh chạy mệt thật. Về đến nơi hết hơi anh ạ. Ôi giời ơi, toàn thanh niên trai tráng ấy, lại sức khỏe như là cháu ơi, mà vẫn còn kêu yếu các bạn ơi. Rồi, dụng cụ của chúng ta đây, số 3 thì gồm có là một cái lưới các bạn ạ. Thêm hai cái dây thép nữa các bạn ơi. Rồi, còn số đây 2. Là số 2. Thế có mấy cái rổ bắt cá kìa anh. Không, số 2 là từ đây này, hướng lên trên, cái gì thuộc số 2 là của số 2 hết. Còn cái xô đội đầu nữa. Rồi. Ui, cái này xịn xò đấy anh ơi. Ở đây là có 3 phiếu thăm này, bốc thăm đi các bạn ơi. Rồi, dừng. Đây rồi. Ui, em số 3. Số 2 anh ơi. Của anh là số mấy đây? À, anh là số 1. Số 1. Thế là anh số 3 là của em là có cái này anh ơi. Ai da, chẳng có cái lưới đi bắt cá thì quá tuyệt vời rồi các bạn ơi. Nhất rồi. Bắt thôi. Đây. Đang tiếp cá, đang có vẫy. Quả co. Rổ này bắt nào được cá hả anh? Đi bắt cá không dùng rổ thì dùng gì hả em? Lại còn có sẵn cả xô để đựng cá này. Còn của anh cũng được rồi. Thôi anh đi về anh chế tạo đây. Có mấy cái rổ mấy cái xô thì chế tạo cái gì nữa hả? Thôi mình đi ra đồng bắt cá trước. Nhìn cái lưới này, mình nghĩ ngay đến đây các bác nông dân ấy quăng lưới kéo cá các bạn ơi. Rồi. Ui. Biếu thế. Ui anh ơi đừng xé anh ơi, rách của em. Em không lo làm đi à? Ui anh ơi, anh đang buộc hả anh ơi? Anh đang buộc rồi, tóc trong rồi hả Tam ơi? Lát nữa em nhìn nữa, giống như một cái mồm ấy, hút hết cá vào đây luôn. Anh sẽ đi thế này, dậm. Trời ơi, bắt cá, cho vào giỏ, mang về. Cái này to như này kiểu gì chẳng bắt được mấy con tép bé bằng cái ngón tay út anh nhỉ? Đừng có kinh thường, to thế này phải bắt cá tầm 3-4 cân. Mà em không lo làm đi, cỏ nó bắt hết cá rồi kìa. Ôi dồi anh ơi, lo gì? Anh em mình có những cái dụng cụ xịn như này rồi, kiểu gì chẳng bắt được cá to. Cỏ ai có ra đấy trước một tiếng đi chăng nữa, kiểu gì cũng không bắt được con nào đâu anh ạ. Mình ra đấy trước, bây giờ mình sẽ giang cám để làm mồi tí nữa dụ cá các bạn ạ. Bật bếp lên, đây, đây này, cá ngô này, mình đã chuẩn bị rồi. Đổ vào đây. Úi dồi, một lát nữa thôi, cá ngô này sẽ thơm phức. Mình vứt xuống à, cá nó đến hàng đàn. Úi dồi, lúc đấy à, sẵn lấy cái xô này để hớt thôi. Đảo đều nào. Tấm lưới mình sẽ trải rộng ra như thế này. Sau đó mình làm cái ống nhựa nó như thế này các bạn ơi. Nhiệm vụ của mình ấy là chỉ cần ấy nhét mấy cái thanh thép vào đây. Chặt lắm ấy các bạn ơi. Đây. Đặt làm sao ấy, bốn cái góc của thanh thép ấy vào bốn cái góc của cái lưới này là được nha. Ui giời, thơm quá rồi các bạn ơi. Được rồi. Đấy, đặt bếp. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây, mình nặn thành những cái viên. À, ui giời. Được rồi. Đảo đều á các bạn ạ. Ui giời ơi, coi. Ui giời, chạy ra đây từ sớm bỏ ra ai là vô trong cá. Ui cái này thơm thế à, coi. Cái này lúc tôi nặn nó cứ bỏ vào bơ đây này, đấy. Cậu phải nặn kỹ vào. Ngửi cái mùi cám ngô này anh còn muốn ăn hôm kia là cá. Thế anh ơi, thế anh cứ ăn đi anh ạ. Nào cho. Cá ăn được, chắc là người không ăn được, anh cứ ăn đi. Em ăn trước đi. Ôi, em đã đùa, cái này người ăn đau bụng chết. Tí nữa chắc chắn em sẽ bắt được nhiều cá nhất cho mà xem. Ây da. Của em với của Hà Sam thì cần phải dùng mồi chứ còn của anh cái đậm này, anh cần đậm chân cái là cá chui hết vào. Ở đây có một cái bãi nó rộng lắm này các bạn ơi. Mình sẽ xuống đấy. Cái này nó cứ hơi rậm các bạn ạ, cũng hơi hốt đấy. Ui ôi. Có những con gì nó bay lịa ra đây nhưng mà cái này của mình ấy thì đặt vào đây thì nó không vừa các bạn. Ui. Cá nhiều lắm. Ui. Ui, nhìn này. Ui. Ui. Cá nó nổi thành đàn luôn này các bạn ơi. Wow.
chị sẽ đặt đây. Ôi, đây. Chỗ này nhiều cá phết đấy. Hy vọng ngay là tí nữa mình nhấc lên là sẽ có một đàn cá bên trong các bạn ạ. Mà nó phải vẫy 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 đạp. Rất là thích luôn đấy. Cái đoạn mương này nó bé quá các bạn ạ. Mà cái dặm của mình đây nó rất là to. Thế là không cho xuống được. À, đây rồi, đây rồi. Mình sẽ thử chỗ này trước. Các bạn hãy xem mình bắt đây. Cái đoạn mưa này vẫn bé quá các bạn ạ. Lên đoạn trên. Ôi, có cá các bạn ơi. Ôi, gì này. Chết. Chẳng may nó lại rơi ra ngoài chết. Đấy. Ôi, nó mắc cá rồi các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi trời ơi. Ba con cá các bạn ạ. Wow. Cá một khi này nó hơi bé nhưng mà thôi cũng được. Rồi, cho lên trên số đã. Ui. Cá mày nó đi ngủ hết rồi sao các bạn ơi? Chả thấy có con nào cả. Cái chỗ này nước có vẻ sâu này. Bây giờ mình sẽ đổ cái cá vào đây. Đấy, ôi ôi. Thả đây. Ui dồi, có con nào đến để tớ hớt luôn là sao? Nó vào rổ cho tớ hết rồi thì nó hớt kiểu gì à? Hả? Ôi nhưng mà tớ sợ nó dãy ra đấy. Ui, nó chìm dần này, nó chìm dần. Rồi. Này, nhưng mà ấy, cá là rất hay kiểu nghe được tiếng động là nó sẽ chạy đi đúng không? Một con luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Chỗ này này, những cái chỗ trong muống này mình nghĩ là có cá to lắm các bạn ạ. Nên mình phải xua ở chỗ này nhá. Cho con cá này vào đã. Không biết từ nãy giờ có con nào chưa. Nhưng mà thôi, cho chắc ăn thì mình cứ vớt thêm một cái cục cá nữa vào đây. Tỷ lệ cá nó vào nó nhiều rồi, mình vớt lên nó mới được nhiều các bạn ạ. Ui dồi ôi. Tớ đứng đây có con nào sống ra tớ hớt luôn. Tớ hớt xong rồi thả vào chậu tớ nhá. Không có gì đâu, có. Ôi, có cá rồi. Ôi, cá. Đâu. Đâu có cá. Xin lỗi. Ôi, cá. Ôi, nhìn đây. Ôi, nó dậy này, nó dậy. Từ đây. Ôi. Ôi nó dãy các bạn ơi. Ôi nhìn này. Lên đi. Được ra. Wow các bạn ơi, một con cá siêu to khổng lồ. Ui đâu. Nó dãy. Ui giời, con này là con của tớ nha, tí nữa phải chia đôi. Ôi nhìn này. Ôi nó. Ui đau này các bạn. Ôi này đâu rồi, rổ xô. Đây chắc mấy cân đấy. Này vào đây. Ôi, nó nhảy. Ôi, to quá các bạn ơi. Thả tiếp. Ôi, cám cá. Cám, phải cho cám nhiều. Này, cho tờ này được không? Được, cho hết vào. Rồi, đặt hướng. Ô, thế là từ nãy đến giờ mình cứ đứng đây bắt cá hộ Hà Sam à? Không được rồi, ôi lên này, Hà Sam, tớ giả cá đây. Ôi, tớ đi bắt cá của tớ này. Đi à? Trời ơi, thế thì lại để một cái bóng vậy. Ôi, chỗ này em thấy nhiều cá lắm anh ạ. Ôi giời ơi, đúng là anh gỗ đỏ nhạt chết các bạn ạ. Đây là con lươn mà có phải con rắn đâu. Ôi giời ơi. Ôi trồn quá. Đây. Ôi không bắt được. Ôi có một con cá tiêu tiêu nữa này các bạn này. Lươn à? Đấy. Ôi lươn mà có phải rắn đâu. Ôi giời. Cứ tưởng rắn. Ôi. Đấy. Lươn cũng là tính là cá đúng không? Lươn có được tính không các bạn nhỉ? Có.
Ôi đây được cả con cá con đấy cỏ ơi. Em vừa nhặt lên rồi. Wow, con lươn trơn nhá. Con lươn này khỏe quá nhỉ. Ui, rất là trơn luôn. Không thể bắt được con này. Các cụ dạy là bắt như thế này. Các cụ. Đấy, anh thấy chưa? Thôi thả nó vào đây, thả vào đây. Lươn cũng được tính là cá đấy còn nhá. Thế là anh bắt được hơi nhiều cá nhiều lươn rồi đấy. Với cái rổ mấy cái xô như thế này, mình không thể nào mà hớt cá được các bạn ạ. Ôi, đây rồi, đây rồi. Cái đoạn này nhiều cá này, bây giờ mình sẽ... Đúng rồi, bây giờ mình xuống đắp lại và mình tát đi. Xong rồi sau đó mình sẽ bắt. Đây rồi. Đấy, được rồi, mình sẽ sang đầu bên kia. Đắp nốt. Phải thật nhanh lên, không cá nó chạy mất các bạn. Đấy, được rồi. Sau đó mình sẽ tát hết nước đi nhá. Đấy. Tí nữa biết đâu các cô chú ra đây đỡ phải tát nước lại cảm ơn cả mình. Không có một con nào ở trong cái lưới này cả. Này, hình như ấy là cái chỗ này là hết cá rồi các bạn ơi, nó chỉ có một cái con to. Còn một con to là nó ăn hết những cái đồ ăn với lại nó ăn hết những con cá bé rồi là không còn cá nữa. Mình phải ra chỗ kia xem sao. Mình phải thả sâu ở đây xem sao. Chắc là nó không trôi đâu. Gần cạn rồi. Ui cói. Em tát cả một đoạn nước này luôn á. Chắc chắn là sẽ nhiều cá lắm anh ạ. Bữa nay em thấy ở đây nhiều cá lắm. Đây này, để anh giúp. Phải làm này, khơi thông cái này ra này. Tát đi, tát đi, tát đi. Hết rồi, hết rồi. Thế này tí nữa bắt được cá chưa đôi nhá. Chưa nào. Anh có thể anh lên đi để em bắt một mình cũng được. Rồi, thế này anh bắt nữa. Còn em tát từ đây, đây. Đây có một con cá nổi đây rồi cói. Em tát nước rồi đi. Đây, 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 phải khơi chỗ này. Cỏ này tát này nhìn thấy hết cá nổi lên luôn. Xô của em đây đúng không? Đúng rồi. Ui. Đây phải khơi chỗ này ra. Ui đấy. Đây này. Wow, anh bắt cho mày hai con to đùng luôn này. Ui. Đâu đâu. Ấy da. Đấy đây, cá nó chạy về đấy. Ui. Chỗ này này. Đâu 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 đâu. Nó một con tay trong chỗ này này mà cho bắt thử xem. À, đi, đi, đi. Ui, nó chạy rồi, nó chạy rồi. Đây rồi, được một con tiếp theo. Nhưng mà con này hơi nhỏ. Đây này coi. Đây này các bạn ơi. Ê. Sao mày toàn bắt được con cá tiêu tiêu đấy. Tát nước đi, tát nước đi. Nhiều nước quá, nhiều nước quá. Đây này. Thao nhặt cá luôn. Cỏ nguyên chỗ này có bắt được bao nhiêu cá các bạn ạ. Ê. Ui ui. Cầm vào con cá luôn này. Ê, em xin cái gì đây này coi. Chỗ này này. Chỗ này đúng chỗ này luôn. Thôi hẳn xuống. Thấy không? À đây đây. Ui ui. Ui anh ơi, con rắn 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 rắn. Lươn lươn. Wow. Ui ui. Ui ui. À mày wow, quá bắt được con lươn. Wow. Ui. Anh sao đây không nó chạy mất. Anh cầm đẳng cấp rồi làm sao mà nó chạy được. Nhìn này. Nhìn xin. Đây này. Anh đây cho mọi người xem này, dài không? Wow. Mày vào đây. Cám cá vào đây. Rồi các bạn ơi, bây giờ cứ để ở đây. Bây giờ mình thử ra xem ấy. Anh gấu đỏ bắt được bao nhiêu cá. Ui, ui con lươn nữa này các bạn ơi. Trường lắm, trường lắm, coi cẩn thận. Đây này, bắt được. Ui. Mày chạy đi đâu? Dãy à, dãy à, dãy à. Đúng rồi. Dãy rồi. Cẩn thận không nó chạy xuống mương là không bắt được đâu anh ạ. Ui, mình sẽ dồn hết cá vào cái rổ này. Ui, đây rồi, đây. Ui, mang sang bên này để rửa các bạn ơi.
1, 2, 3, 4, 5 con. Anh ơi, mang cái rổ ở đây, mang cái xô ở đây. Anh sẽ tìm mày xem mày còn sót con nào anh mót. Đây rồi. Ôi, cỏ bắt người cho này bao nhiêu luôn các bạn ạ. Ôi, ê, dưới cái bụi chuối này khả năng nhiều cá lắm các bạn ơi. Mình sẽ để đây rồi mình lên trên kia mình chua cá vào. Nằm lên hả, tít trên kia luôn. Đây, 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 đây. Ôi, ôi. Chỗ này sâu lắm các bạn ơi. Sang. Bắt được con cá rồi chưa anh ơi? Ê này. Lên. Lên. À, có cá rồi, các bạn ơi, đi đây. Một em cá. Ui. Rất nhiều cá. Đây này. Ê. Ê. Ui, một cá. Đây. Nhưng mà đây còn 2 3 con cá rất là nhỏ xíu xíu, xíu Hà Sang ơi. Thôi cá nhỏ quá anh bỏ. Anh ơi, chỉ, anh chỉ bắt những con cá bằng tầm này thôi. Ê. Bây giờ anh sẽ đặt thẳng chỗ này rồi anh chạy tít lên kia hả ta? Rồi em giữ cho. Giữ chặt cho anh nhá. Ai, ngập ủng luôn. Chạy hẳn lên kia đi anh ơi. Người ta vì sao người ta gọi là cái dậm hả các bạn? Chắc là cho cái này chân vào đây để dậm cá này. Ôi lấy tay cho nhanh. Ui. Cá ơi, mày vào lòng của anh để anh thịt chứ anh không ăn đâu. Được cá luôn này. Ui. Thế này á. À, anh ấy vô địch bắt cá vẫn. Này. Nhìn cái này đơn giản như này thôi mà ơi, cũng bắt được cá thật đấy nhá. Đơn giản là đơn giản, thế là hơi bị chi trò đấy. Đi lên chơi tiếp kiểu gì cũng có các bạn ơi. Này anh vừa nhìn thấy mấy con cá nó chạy chỗ này hả Tam ạ? Anh sẽ đặt một phát vào đây. Rồi chạy lên trên này. Đậm xuống. Hà Tam ơi, cầm đỡ cho anh Hà Tam ơi. Đây. Nhìn này, ba con lăn toàn luôn. Ui nhưng mà cá này bé quá Hà Tam ơi. Cuộc thi này là cuộc thi ai bắt được nhiều cá nhất là người chiến thắng. Nhưng mà mấy con này nó bé quá thôi, mình cũng không lỡ bắt các bạn ơi. Hay là mình làm cuộc thi mà ai bắt được cá mà kiểu như nhiều cân nhất là thắng đi anh. Cá này bé quá thôi thả các bạn nhá. Thả đi Hà Tam ơi. Anh bắt chỉ bắt cá to thôi. Các bạn ơi, tại lần này mình để hơi xa ấy, nên là phải nhẹ nhàng, nó không cá nó chạy ra ngoài hết. Ôi,
xấu nhở? Con ếch nhìn như con ma. Đây này các bạn ơi, các bạn ơi. Ôi nhìn này, nhìn này, nhìn mặt nó này. Nhìn mặt kiểu như nó già già, nhìn nó xấu xấu ấy. Kinh lắm, xấu hệt giống như cò. Đây này, con bắt đi để đi tìm thử. Cò ơi, chúng ta chơi nhá. Ôi, con cá rồi anh ơi. Con ơi, đừng lên bước, để lên đó. Con cá rồi. Lên đi. Không. Đây đây đây, để em đổ ở đây cho mà xem này. Ui. À, 2 con. Được. 3 con. Con này bé quá các bạn ạ, thôi thả luôn. Mình chỉ lấy. Ui. Cá này rán giòn lắm. Anh gấu đỏ tiếp rồi bên kia này các bạn ơi. Thử xem là đi theo anh gấu đỏ có bắt được con nào ké không các bạn ạ. Ôi giời ơi. Anh gấu đỏ ơi. Đây này, ui dồi. Ôi ở đây còn có cái rổ này các bạn ơi. Cái rổ này rách rồi. Chắc là hỏng rồi nên là các bác bỏ ở đây. Ui trời ơi. Bực chuối các bạn này. Nhưng mà bực chuối này vẫn còn xanh lắm, chưa ăn được. Anh thấy ở cái chỗ này rất khả nghi là có cá à sao ạ? Anh sẽ xuống chỗ này. Nó rất nhiều cá hoặc là nó có rất nhiều rắn anh ạ. Tại vì anh gấu đỏ rất sợ rắn nên là mình cứ hay dọa anh gấu đỏ. Có cần em hỗ trợ không? Có. Rồi đợi em tí. Đây anh gấu đỏ sẽ dụ từ trên đằng kia xuống đây các bạn ơi. Nhanh lên anh ơi. Ui. Được chưa, được chưa, được chưa. Được chưa? Lên! Lên! Ui! Ui! Ra rồi các bạn ơi! Wow! Được rồi! Ôi! Một con cá này các bạn ơi! Nó siêu to khổng lồ luôn! Wow! Rất là sạch sẽ, rất là trắng trẻo luôn! Con này mà rán lên thì ngon lắm! Còn con nào nữa không? Đây còn mấy con li ti này, con này bé quá! Anh thả xuống đây! Ui! Các bạn ơi! Nhìn thấy gì đâu? Nhìn thấy gì không? Hà Sâm có một chú chuồn chuồn đậu ở trên vai này các bạn này! Wow. Người Hà Sam tỏa ra một cái mùi thơm, như là mùi kiểu như là bông hoa gì đó. Nên là ôi cẩn thận anh ơi. Ôi không bay này, đậu luôn tay anh không bay này Hà Sam ơi. Ôi hình như chú chuồn chuồn này bị hơi yếu rồi các bạn ạ. Anh thì bỏ tới đây. Rồi bay đi rồi, bay đi rồi. Bây giờ em quyết định là em sẽ phải thả cái này ở đây, bó này đây. Tại vì nãy em vừa thấy mấy con cá nó quẫy quẫy ở đây rồi anh ạ. À ui, cái bên dưới này sâu lắm à Sam ơi. Chỉ có cái này của em mới bắt được thôi đúng không? Đúng. Còn của anh với lại của cò thì chỗ này thì chịu thôi, không thả được. Em thả xuống được nhưng mà không biết có vớt được lên không. Nếu mà có gì anh phải hỗ trợ em nhé. Ok, thả mạnh vào. Ui dồi ôi, lưới còn mắc rồi. Chỗ này hơi hẹp với lại vướng nhiều trong muống đúng không à Sam? Đây. Không cần hẹp hay rộng gì hết, miễn sao là nó chìm và tí nữa là ấy là được. Có cá nó vào là được anh ạ. Rồi. Ôi. À. Các bạn thử đoán ra lát nữa liệu có không các bạn? Nhiều lắm anh ạ. Cá nó thường hay làm trú ngụ ở những cái ruộng mà kiểu như là rau muống như thế này này. Bởi vì là nó có nhiều thức ăn mà nó nhiều chỗ trú. Lúc nãy mình bắt trên kia rồi, bây giờ mình sẽ quay ngược cái này lại, mình sẽ bắt từ bên này. Có cần em hỗ trợ không anh ơi? Có ai nhảy xuống hỗ trợ anh không đỏ luôn đi có. Đây, giữ ở bên này cho anh. Anh sẽ tô vòng quanh luôn. Ui dồi. Khả năng mẻ này chắc chắn là mẻ lớn nhất này anh này. Được kìa anh ơi, chỗ đấy rộng quá anh ạ. Có khi nó phi lung tung hết cả. Bán rồi. Có cá rồi. Có một con anh ạ. Anh đang hy vọng là mẹ này nhiều quá ta. Có mấy một con nhưng mà có còn hơn không. Đúng rồi. Ui. Mắc rồi anh ơi. Ui mắc cây rồi, mắc lưới rồi. Chả có con gì hả Sam? Chỗ này không có cá rồi. Chứng tỏ là cá đây là nó không ăn cắm ngô anh ạ. Thôi. Không phải không ăn cắm ngô mà chỗ này không có cá. Em phải tìm chỗ nào nước sâu hơn. Thôi sang bên này. Kết thúc một buổi bắt cá rồi các bạn ơi. Liệu ai sẽ bắt cá được nhiều nhất? Bây giờ chúng mình sẽ đếm nhá. Bây giờ anh ơi là phải ai bắt cá được nặng nhất đây ạ. Không chơi thế ngay từ đầu chúng mình bảo ai bắt được nhiều cá nhất mình phải đếm số lượng. Ui. Ôi. Thảo nào Hà Sâm. Ôi trời, con cá to không đây? Siêu to khổng lồ luôn. Này, bắt ở cái
cái đầm ở bên này này hơi bị sâu luôn đấy. Còn cả cái đầm đấy có mỗi con cá này to rồi. Rồi, một con ếch. Cuộc thi bắt cá thôi nên ếch không tính nha. Thế chúng mình bảo cuộc thi bắt cá rồi em ai chưa bắt ếch, thế thì anh bắt cả ốc vào cũng được tính à? Một con cá siêu to khổng lồ. Một con cá. Rồi. Hai con cá. Ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con. À sao bắt tổng cộng được 6 con cá các bạn nha. Thế chỉ thua rồi. Nhìn nó đây này. Nhiều chưa? Rồi em cũng bắt được một con ếch đúng không hả Tam à? Một con ếch. Không tính con ếch nha. Thế không tính là lươn luôn anh ạ. Lươn thì nó có thuộc họ cả cá không? Có anh ạ. Nope. Thế là được tính. Thôi được rồi, tính luôn nhá. Lươn này, một con. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con. Tám con. Chín con. Mười. Mười một con. Ôi trời ơi, đây là cá sơ sinh mà cũng đi lấy để tính à? Nhiều gấp đôi hả Sam? Còn nhiều gấp đôi nhưng mà còn toàn cá bằng ngón tay út thôi các bạn ạ. À. Em của anh như này. Với những dậm đơn giản nhưng anh đã bắt được ngần này cá rồi các em ơi. Đâu. Wow, nhiều phết đấy nhỉ. Nhiều chứ, bây giờ anh đếm được em xem rồi này. Cũng có cả lươn luôn này. Ui, một con. Hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con. 10 con. Thế là vẫn kiếm mình một con. Thế là trong cái cuộc thi này, cô là người kiếm được 11 con. Thế còn đây anh gấu đỏ là kiếm được 10 con. Còn mình là kiếm được... 6 con. Con 20 cân. Thế là người thắng cuộc là cò các bạn nhá. Gấu đỏ là người nhì, còn Hà Sam là biết. Đáng lẽ phải cuộc thi này phải cuộc thi là cá là to nhất chứ đúng không bạn? Cá to thì ăn nó mới ngon chứ còn cá bé kiểu gì kiểu ơi rồi tí nữa anh có đỏ mới cò cũng thả hết đi mà. Đúng rồi, cá bé như thế này ăn cũng không được các bạn ơi. Bây giờ anh lại thả xuống mương đây. Thả xuống mương cho cá sống cũng để lâu ở trên này chết mất. Đúng rồi, đấy, thả xong rồi thế là cuối cùng là anh có đỏ là bắt được 0 con các bạn nhá. Bye bye, thả cả lươn cả cá luôn. Ê, em cũng đi thả ếch của em đây. Ê, nào đây anh đổ hộ luôn. Thả luôn à, con ếch này à? Thả luôn. Cho nó về với tự nhiên. Ếch về. Ôi trời ơi. Ôi giời. Ôi, nhảy luôn này các bạn ơi. Bỗng bỗng luôn. Rồi cá của cò anh cũng đổ hết luôn. Cá với lươn. Cảm ơn anh cò. Cảm ơn anh gấu đỏ đã thả em ra nha. Không thì chắc chắn là em đã vào nồi rồi.